Hello, hello. Mọi người. Hi mọi người. Con tên là gì? Con tên là Jesse. Là con tên là gì? Teacher. Tên cái gì? Đúng. Cái tên tiếng gì của con là Phương Kha và tiếng gì của em là Đức Kim. Yeah. Rồi, hôm nay mình mở gì vậy? Toy Story 4. Yeah, Toy Story 4 Blind Box. Okay. Mình chưa có coi cái đó. Yeah, tại vì nó chưa ra mà. Okay. Mình có tổng cộng là 15 hộp, nhưng mà một hộp là đặc biệt của Daddy, là tại Daddy lựa mấy hộp này đẹp nhất. Yeah. Okay, rồi bây giờ cho em mở trước á. Bây giờ mẹ mở trước mấy cái plastic này ra hết nha. Em mở cái này. Rồi, bây giờ mình cho mọi người thấy nha. Tổng cộng á nó có là 1 2 3 4 5. Tổng cộng nó có tới 15 con lận. Nó có nhiều. Dạ, nó có tới 15 con. Thì trong đây á, Rex á, là 1/72. Được con. Hai mở hả? Đây, rồi hai mở cái của hai đi. Rồi mẹ mở cái của hai đi. Đấy, cái này đưa. Rồi. Rồi ra đi, cái của ba trước nha. Ok. Okay. Oh no. Hi. Bus. Woody. No, that's Bus. Oh yeah, Bus. 1/6. Yeah, Bus là 1/6. Yeah, đóng luôn á. Oh man, chắc là giờ mấy cái mình chưa tìm được. Có nhiều người á, người ta mua. Đây mình mở cho. Con thích, con muốn cái này nè. Con Bunny. No, con heavy. No, the smallest guy. Oh wow, he got really good. Tại con này là 1/36 lần. Con này là combat, something combat. Captain combat. Oh, Lenson có thêm một con Buzz. Cho ba nữa đi. Này, nó có con Buzz. Yeah, nó có thêm hai con Bus luôn. Mà bị đứt rồi kẹt rồi. Mà làm nhiều Bus. Mama, yes, con Bunny, con nó heavy luôn. Con này là 1/24, con này là Ducky. Good job, PK. Good job. You keep getting the good guy. Yeah, yeah, cái đó Bus của Lenson á. Giống nhau, là đứt rồi kẹt. Con đó là 1/12, cái đó là officer piece. Bây giờ đây bà cắt cho con. Ba hộp nữa nha. Ba mở hết rồi, mama nãy giờ mới được. Mở đi. Bunny rabbit. Oh, Bunny. Wow, bây giờ lấy cái khác mà. Yeah. Good job, PK. Con cái được, cái đó là 1/24 á. Con được mấy cái good. Yeah, PK được mấy cái good. Oh, và có rồi, Rex. What? How do you know? Rex. How do you know? Nếu mà ba được Rex. Meow. Again. Buzz nữa thì được Buzz. Buzz. What? Three in a row, Buzz. Lấy con mở. Lesson 2, các bạn mở đi, các bạn mở đi. Yeah. Mở cho con mở. Lấy được Buzz. Mẹ sẽ mở cho em. Rồi, bà biết ai rồi? Ai? Buzz nữa hả? Woody. Oh. Woody funny quá. Ok, well. Cái nặng là Woody á. Cái nặng là Woody. Đừng lấy mất, đừng lấy cái này. Rồi, bà mở đi. This is Rex. I know this is Rex. Đây, bà mở cho đây xem. Really? I know this is Rex. Cái gì đứt? I know this is Rex. Okay. Bunny. Oh, bunny. Yeah. Bunny, the one out of what? One out of 24? Well, that's pretty lucky. Okay, ba hộp cuối cùng. Con mở cái này. Rồi, còn 4 hộp nữa mà. PK mở 4 hộp rồi chưa? PK mở 1, 2, 3, 4 rồi. PK 4 hộp rồi đó. PK cái đó cũng... Thôi cho PK đó. Okay. Well, we're pretty lucky for that being 1 out of 24. No, con đủ rồi, này của em. Cái đó của em con. Con mở 5 rồi. Mình quỳ, ok. Ba, cho con
Nãy giờ PK mở cũng nhiều quá, tại vì PK mở nhanh, PK fast. Yeah, PK fast. Cái xin cho anh một cái được không? Yeah. Yeah. Oh, he's an exclusive. Nhưng mà mama miếng con cô. Oh, con bullseye mà black and white bullseye. Yeah. Oh, that's cool. Cho anh hai, cho anh hai đi con, cho anh hai đi con. Nè, con muốn mở cái này không? Được, để ba cắt ra cho con. Nè. Nó sẽ có con gì vậy? Woody? Yeah. Wow, mấy cái nhiều Woody quá. Con Woody ra biết gây? Yeah. Yeah. Mốt được rồi con. Yeah, cause mama was trying to shake for Rex. Vậy là bốn con Woody hả? Bốn con Woody. The last one's also Woody? Không biết nữa, không biết. Ờ, lên xin đang cầm hả? Lên xin đây con nói là cái gì vậy con? Buzz. Đâu con nhỏ xíu à? Oh, hopefully là either alien. Rồi có con gì kim tuyến, cái chân kim tuyến. Yay, unicorn. Unicorn. Yay, so 3 out of 2 exclusive. Nhưng mà mama lại muốn con alien. Yay, good job Lanson. Okay, well, mình có tổng cộng là 4 Woody and 3 Buzz Lightyear and 3 Bunny. Yeah. Okay. Yay. Bye bye mọi người. Phi còn xuống thank you for watching. Mọi người nhớ subscribe nha. Yeah. PK. Bye. Bye bye.